viện dệt may đã khẳng định được cái vị trí hàng đầu trong thực hiện chất lượng hàng dệt may. Cụ thể hiện tại viện đã hệ thống quản lý chất lượng của viện đã thực hiện tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 25/2005 và viện cũng đã có khả năng thử nghiệm được trên 125 chỉ tiêu về các tính năng kỹ thuật của nguyên liệu và các sản phẩm dệt may. Viện cũng đã có khả năng thử nghiệm trên được 22 chỉ tiêu về an toàn và sinh thái dệt may. Và tháng 4 năm 2010 thì phòng thử nghiệm sinh thái dệt may của viện đã được khai trương, và từ trong cái dịp tháng 3 năm 2012 vừa qua thì phòng trung tâm chứng nhận sản phẩm dệt may cũng đã được khai trương. Hiện tại thì phòng thử nghiệm nghiên cứu của dệt may đã được Bộ Công Thương công nhận là đơn vị thử nghiệm kiểm tra chất lượng hàng dệt may nhập khẩu, sản xuất cũng như phân phối hàng dệt may. Và thực sự đây là trung tâm hàng đầu trong việc quản lý phục vụ quản lý chất lượng nước cũng như hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc giải phóng hàng nhanh và thực hiện tuân thủ các quy định của nhà nước Việt Nam cũng như của các nhà nhập khẩu lớn của nước ngoài. Và doanh nghiệp về doanh thu liên quan thử nghiệm trung bình thì tăng khoảng 20%. Và hiện tại một cái điều khẳng định là viện đã chuyển đổi được cái mô hình từ một đơn vị sự nghiệp công lập được nhà nước bao cấp đã chuyển sang cái mô hình tự chủ về tài chính. Dự án này đã đầu tư được những cái trang thiết bị cho cái phòng thí nghiệm, cái trung tâm thí nghiệm dệt may của viện dệt, mà thông qua đó chính là cái phòng thí nghiệm sinh thái dệt may. Tôi cho rằng đây chính là một cái mà chúng tôi đánh giá rất là cao, bởi vì thông qua đó thì rõ ràng là các dịch vụ về các hàng rào kỹ thuật của các cái bộ giúp cho cái ngành dệt may chúng ta đáp ứng phục vụ cho cái thị trường trong nước. Chúng ta cũng thấy là hiện nay với cái vấn đề về môi trường, về sinh thái và đặc biệt là với cái sự phát triển xanh sạch và cái xu hướng khi mà thị trường thế giới nó càng ngày càng hội nhập và càng tự do thương mại, thì cái xu hướng tăng các cái hàng rào về mặt kỹ thuật đối với dệt may nó tăng dần lên và càng đòi hỏi cao hơn. Thì như vậy nếu như mà khi chúng ta có một cái phòng thí nghiệm, một cái trang thiết bị như vậy, thì tôi cho rằng là nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu giúp cho cái dệt may Việt Nam của chúng ta cạnh tranh được trên thị trường thế giới.